nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về một cái sản phẩm về trạm bơm sử dụng điện trung thế 6 kV mà bên mình đã thực hiện. Đây là trang chủ đã thực hiện hết các thông tin của cả cái trạm bơm. Ở đây thì có khu vực cảm biến, đặt tần số của biến tần, chế độ điều khiển. Thì ở đây thì sóng ống đang tắt nên là mình không thể điều khiển được. Dưới này là các nút chạy dừng bơm ở chế độ manual, đây là biểu đồ, đây là trạng thái real time để cập nhật. Chuyển sang tổ máy khác thì mình cần phải đăng nhập. Sao từng cái của máy một cho quan sát cho dễ này. Báo cáo thì là tất cả này. Trợ giúp thì nó là trợ giúp thôi, chúng ta sẽ phải hướng dẫn vận hành như thế nào chế độ thoát.